Rồi quý vị ơi, tiếp theo bonsai 374 nha quý vị. 11 cây sam hương ha, bao phí ship luôn 500k nha. Rồi, cái lô này là một trong những lô cuối cùng của cái loại nhỏ nhỏ này nha quý vị. Đó. Cái này tôi còn có một lô hay lô vét vét lên bán một cây nha. Hai cây ha. Rễ năng ra luôn vậy nha. Nó ngã luôn, rễ ra nó không có đứng vững được. Cây số 3 nha quý vị. Cây số 4. Đây cây số 5. Cái này tôi đắp rễ lục bình lên cho nó giữ độ ẩm nha quý vị, với mình tưới nước nó không có văng phân ra ngoài nha. Không có văng chất chồng ra. Cây số 6. Đây cây số 7. Số 8 quái ha. Số 9 nha. Đây cây số 10 nha quý vị. Rồi cây cuối cùng cây số 11. Rồi kết thúc luôn nha quý vị, 11 cây 500 bao phí ship ha. Anh nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước nha quý vị. Rồi. Xuống luôn nha quý vị.